làm thế nào để quản lý rệp sáp một cách hiệu quả rệp sáp nó là một trong những cái loài côn trùng gây hại khó trị nhất ở trên cây sầu riêng nó không chỉ chích hút làm teo tóp vào rụng bông rụng trái rệp sáp nó còn nằm trong cái danh sách kiểm dịch của trung quốc nên là những trái nào bị rệp sáp sẽ bị thương lái ép giá xuống cực thấp nếu mà để rệp sáp nó phát triển đến mật số lớn thì rất là khó trị nên các bác cần phải quan sát vườn để mà có thể quản lý từ khi nó mới chớm xuất hiện cái thời điểm đẹp sáp nó xuất hiện nhiều nhất là khi bông mới bắt đầu sổ nhụy và trái non mới xuất hiện. Do cái thời điểm này bông nó tươm khá nhiều mật và đẹp sáp thì nó lại rất thích ngọt. Trước khi sổ nhụy các bác nên phun kèm với cả công thức côn trùng lên trên bông để mà vừa xử lý đẹp sáp và bội trĩ. Vì khi mà cây sổ nhụy thì mình sẽ không có được phun bất cứ cái thứ gì lên bông và đẹp sáp nó sẽ lợi dụng cái thời cơ này để nó lên trên bông và nó chích hút vì vậy nên là mình cần phải phun ngừa từ khi mà bông nó chưa sổ nhụy giai đoạn sau sổ nhụy và trái non nếu mà đẹp sáp nó xuất hiện thì các bác nên quản lý dứt điểm từ cái lúc đầu vì để nếu mà để nó xuất hiện với cái mật số cao về sau thì nó sẽ rất là khó giải quyết đặc biệt là khi mà trái nó được trên một ký thì nó trở lên cực kỳ là khó khăn luôn các bác đang làm theo thuận thiên ấy, thì các bác có thể tăng cái nồng độ thuốc chỉ sâu TS và soi lên cao có thể tăng cái TS lên đến 750 ml trên một phi thuốc và phải kết hợp cùng với dinh dưỡng để mà tăng cao cái đề kháng cho cây và các bác có thể tăng cái tần suất phun lúc mới đầu lên để mà dứt điểm con rẹp sáp phải luôn các bác cứ yên tâm đi cái thuốc chỉ sâu sinh học này các bác phun lên trái nó không có bị ngộ độc giống các loại thuốc bên hóa chất đâu ngoài cái việc quản lý trực tiếp bằng thuốc đó thì những cái biện pháp quản lý kiến đen kiến lịn chuyên tha đẹp sáp lên cây ấy, nó phải được kết hợp đồng bộ cùng với nhau tại vì nếu không có các loài kiến đen kiến lịn cộng sinh này thì đẹp sáp nó không thể tự thân nó trèo lên cây để mà nó thể gây hại được các cái loài kiến tha đẹp sáp này và các cái loài đẹp sáp nó rất là ưa thích những cái môi trường đất có pH thấp đặc biệt là những cái vùng đất sét nó xét nhiều có cái độ ẩm thấp đất nhanh hốc nước thì đẹp sáp nó càng phát triển mạnh nên là cái biện pháp quản lý đẹp sáp từ gốc rễ là mình sẽ tạo ra đất có môi trường pH trung tính, đất khỏe, tơ xốp và độ ẩm ổn định như cách mà Thuận Thiên đang làm. Bên cạnh đó thì khi làm theo cái quy trình hữu cơ, nó sẽ có các loài thiên địch, đó, cụ thể là các loài kiến bóng hay là kiến vàng ấy. Nó sẽ là thiên địch của đẹp sáp và nó sẽ ăn đẹp sáp để cùng với mình quản lý cái vấn đề đẹp sáp này cực kỳ hiệu quả nha các bác.